Xin chào anh em, như anh em đã biết thì AFV là một phần quan trọng không thể thiếu trong Armor Warfare, luôn luôn nhận nhiệm vụ đi đầu trong các trận đấu, phát hiện kẻ địch và xác định vị trí của kẻ địch, giúp đồng đội và đóng góp một phần quan trọng trong sự thắng bại của trận đấu đấy. Thì BMD-2 là một chiếc AFV cấp 5 được trang bị một ống phóng tên lửa với độ xuyên giáp là 600 ly, đam dao động từ 527 đến 805 và auto cannon với 900 viên đạn. Thì đó là một lợi thế của BMD-2 khi mà mình có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai loại vũ khí. Nếu như mà bỏ qua dòng AFV trên chiến trường PVP thì đó là một sự thiếu sót trong trải nghiệm. Nhưng đối với những người chơi cách xa máy chủ như Việt Nam chúng ta thì điều khiển chiếc AFV thì là một điều rất là khó khăn, bởi vì ping cao cho nên là sử dụng tên lửa rất là khó. BMD-2 là một trong những chiếc yêu thích của mình. Nhưng do ping cao cho nên là mình cũng hạn chế mình chơi. Điều khiển AFV cũng hết sức là phải thận trọng khi mà trên một chiến trường 15 vs 15 như thế này thì chỉ cần sơ hở một chút là có thể là bị trúng đạn ngay. Cơ quan cháy rồi. MTLB8 đang là lộng hành. Một kill. MTLB8 đã lên đường. Cái vá cháy lần thứ hai. Nên như mình thấy thì Makava 1 rất là dễ cháy, gây ra bởi tên lửa. Một hit nữa. Hai kill. Nhưng mà bị dính một quả tên lửa của BMD-2 cũng rất là thốn. RC trúng không. Thật là vi diệu. Ba kill. Đầu phen rồi. Team của mình đang chiếm ưu thế khi mà chưa mất một thành viên nào. IT-1 có một quả tên lửa rất là thốn khi mà bị dính đạn. Đam những 900. Chết rồi. Trận đấu diễn ra rất là nhanh. Mà bên mình mới chỉ có một thành viên thôi. VBL không rất là khó bắn, bởi vì khi mà mình vừa sử dụng tên lửa mà ping lại khá là cao mà nó lại chạy nhanh nữa, thì để bắn được chính xác thì rất là khó. Nó sấy. Rồi bây giờ mà mình sẽ đi truy đuổi BBL, con này chạy nhanh hơn mình nên tìm nó rất là khó. Mày ở đâu? Mình chỉ có cách là chạy bọc đầu thôi, còn đuổi theo là không thể. What? Giết đồng đội. Rồi. Nó ở trên đây rồi. Chạy đi. Trận đấu tiếp theo vẫn tiếp tục là bản đồ đường ống dẫn dầu. Tiến lên nào, sói sa mạc. Phiên bản BMD-2 Warp này thì không có gì khác biệt so với phiên bản thường cả. Đồng đội thì tập trung hết ở bên khu vực bên cánh phải. Sudan đã hy sinh rồi. Mới bước vào trận đấu mà đã thiệt mạng rồi. Ở bàn phát gần đây nhất thì VBL cấp 5 được trang bị đạn Pele, cho nên là nó trở nên rất là nguy hiểm. Khi mà mình phải đối đầu với nó thì rất là khó mà chống trả lại, vì nó bắn rất là nhanh mà di chuyển cũng cực kỳ nhanh nữa, nên hạ được nó là điều khó. BMD-2 như các bạn thấy thì chiếc Object 279 này bị con VBL nó xử trong tích tắc thôi. Còn đối với một con giáp giấy như mình thì chẳng là vấn đề gì cả. Một chiếc BMD-1P đằng sau đây, mình sẽ lên tiêu diệt nó. Một kill. cấp 5 thôi, nhưng mà BMD-2 được trang bị những 40 quả tên lửa, bắn tẹt ga luôn. Và nạp đạn thì hơn trên 10 giây khi mà được trang bị, đã được trang bị vì là nhanh rồi. 10 giây 86. Bắn VBL rất là khó vì nó nhỏ quá. VBL tí hon à. Một hit. Nó chỉ còn vài giọt máu nữa thôi. Di chuyển thôi. Cuối cùng cũng hạ được nó. Hai kill rồi. Nhiệm vụ bây giờ rất là dễ dàng, chỉ cần đứng bên đồi cao bên này và bắn sang kia thôi. Kẻ địch đang bị dồn vào một góc rồi. Cover 1. Enemy destroyed. 3 kill. Mong. Mà gác 6B. Có nổ không? 4 kill. Tiếp theo là Justin MK2. Kêu rồi. Trận này đối với BMD2 thì nhẹ nhàng quá, chỉ cần đứng một chỗ thôi là có thể tiêu diệt được vài tên. Từ một AFV mà mình đã trở thành một tên camper. Tông đó. Object 279 rất là cứng. Identify target. Nó bắn 2 viên mông rồi. Stop. Đi xa quá rồi. Một hit rồi. Mình rất là thích cái nhìn đường tên lửa nó bay. Trúng không?